Chào tất cả các bạn đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của shop TND. Hôm nay mình ngồi trên YouTube thì các bạn hỏi một câu hỏi như này. Thực ra thì em làm cái công việc văn phòng nhẹ nhàng, máy tính em dùng chủ yếu là để đi học và để xem phim, lướt web và giải trí, và em cũng chơi một số game online. Em thấy rất nhiều máy trên thị trường, thì anh có thể giới thiệu một cái mẫu laptop là tầm khoảng dưới 10 triệu để em dùng tốt của Dell hay không? Thì hôm nay mình làm một cái video, mình giới thiệu một cái sản phẩm này. Các bạn có thể thấy trên màn mình đây, đó là ba sản phẩm của Dell, đó là một chiếc 5547 và một chiếc 5548, còn đây là chiếc 5448 thì nó nhỏ hơn với màn hình 14 inch. Thì đây là một mẫu Ultrabook của Dell, rất là mỏng, với trọng lượng của một chiếc 15 inch thì nó khoảng 2 kg, còn chiếc 14 inch như này thì nó khoảng dưới 1,6 kg, thì rất là thuận tiện cho các bạn đi lại, đi làm, di chuyển với một chiếc máy cấu hình này cũng khá là ok. Và đa số giá trên thị trường của một chiếc máy Line như này trên thị trường nó bán khoảng dưới 10 triệu đồng, thì một cái mức đầu tư khá là hợp lý cho các bạn làm. Các bạn có thể thấy cái vỏ bề ngoài của nó thì nó làm bằng cái nhôm xước, tạo cảm giác rất là sang cái máy mà mình cầm một tay rất là thoải mái, rất mỏng. Máy được trang bị khá là đầy đủ các cổng kết nối của nó, gồm kể cổng phone này, hai cổng USB này, cổng HDMI cũng có này, cổng LAN. Và bên này nó thêm cổng sạc và thêm một cổng USB nữa và đầu độc thẻ. Vị trí là mình cũng thấy cái máy này nó chẳng thiếu cái cổng gì cả. Và nó thiết kế kiểu dạng vát như này, có nghĩa là cái đầu này thì mình cảm nó mỏng hơn này. Đây nó sẽ dày hơn một chút, tạo cái cảm giác máy rất là mỏng. Còn lớp bên dưới thì nó thiết kế tản nhiệt cũng khá là thông minh. Tản nhiệt thì nó tản ra đây, thì các bạn có thể nhìn thấy là mình có thể nhìn thấy cái quạt của nó đây. Và như thế này thì chúng ta chỉ cần tháo một cái ốc đây, một cái ốc đây là chúng ta sẽ nhìn thấy nội tạng bên trong của chiếc máy này. Và đây có hai cái hốc loa nữa. Như chiếc trên bàn của mình đây thì nó là 5547, nó được trang bị cái màn hình 15,6 inch. Đây mình sẽ để cho các bạn nhìn này, khá là mỏng luôn. Đối với các bạn mà làm văn phòng mà nhập liệu nhiều thì theo như mình lên chọn cái màn hình 15,6 inch. Còn các bạn di chuyển thì di chuyển đi lại nhiều mà ít, dùng gõ lệnh phím thì lên chọn màn 14. Tại vì sao mình lại khuyên các bạn dùng cái màn 15.6? Thì thực ra chúng ta nếu mà cái thời gian ra làm việc dài trên một cái màn hình ấy, thì nói với các bạn cái màn hình lớn thì nó sẽ sướng hơn cái màn hình bé rất là nhiều. Mà đặc biệt cái màn lớn thì nó sẽ có cái bàn phím phụ như này. Anh em thấy này, dòng này nó được trang bị phím check led dạng nổi và có led phím để chúng ta làm việc ban đêm rất là thuận tiện. Đây. Cấu hình của chiếc 5547 hoặc 5548 có tên thị trường thì thường nó có sẽ có từ phiên bản i3, i5 và i7. Nếu mà i7 thì thường một cái phiên bản live lưu trên thị trường thì nó bán ở mức khoảng trên 10 triệu. Còn i5 thì dưới 10 triệu, còn phiên bản i3 thì nó ở mức khoảng dưới 7 triệu. Một mức giá khá là hợp lý cho chúng ta đầu tư. Các bạn lưu ý là trên các dòng rẻ thì nó được trang bị cái màn hình 15,6 inch nhưng nó chỉ độ phân giải HD chứ không phải là Full HD. Còn trên các phiên bản i7 thì tớ đã thấy là có phiên bản màn hình Full HD nhưng nó có cảm ứng mà chủ yếu được sách từ nước ngoài về. Anh em có thể nhìn thấy trên máy thì nó được trang bị vi xử lý 4210U. Đây là một xung nhịp tích kiệm điện, bởi vì dòng Ultrabook thì đại đa số nó sẽ dùng cái chip này. Mình cũng nói với các bạn là CPU này sẽ không có khả năng nâng cấp được. Và đây RAM của nó là 4GB. Lưu ý trên dòng này chúng ta có thể nâng cấp tối đa 16GB RAM bởi vì có hai cái cắm. Cái hay của con máy này thì các bạn có thể thấy là nó vẫn mặc dù mỏng Ultrabook nhưng vẫn được trang bị cả màn hình rời. Nếu mà có cái cạc này thì chúng ta có thể làm thêm đồ họa được. Đây là dung lượng của cái AMD Radeon R7M265 thì với dung lượng của nó là 2GB. Còn trên phiên bản 5548 thì nó sẽ trang bị M270 với dung lượng 4GB thì chúng ta rất là thoải mái làm đồ họa được. Có một cái điểm mình rất ghét những cái dòng máy này, đó là con nào nó cũng chạy ổ cứng cơ. Nói thực sự với các bạn, có điều kiện thì chúng ta bỏ đi, chúng ta lâng SSD vào, chứ còn ổ cứng cơ mình thấy nó khởi động, nó ì ạch, nó rất là chậm. Đây, ổ cứng 500GB HDD. Mình cũng phải lưu ý với các bạn là dòng này thì nó là dòng mỏng và chúng ta không có ổ đĩa. Còn nếu mà chúng ta chọn ổ cứng SSD thì chúng ta phải bỏ ra, nó sẽ không lắp được hai ổ cứng, nó sẽ chỉ chạy được một ổ cứng thôi. Đây, mời các bạn nhìn lại chiếc 5547 hoặc 5548. 5547 và 48 thì về hình thức nó giống y hệt nhau. Còn chiếc 5548 là chiếc bên cạnh của mình đây thì nó sẽ chạy vi xử lý là thế hệ thứ 5. Còn 5547 nó chạy vi xử lý thế hệ thứ 4 Hardwell. Đây chiếc bé đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu đến chiếc bé.
Đây nó là hai phiên bản của anh em, nó sẽ có 5447 và 5448. Đấy, các bạn thấy là dòng nhỏ này thì nó sẽ không có cái phím phụ. Đây là 5448 nhé các bạn nhé. Đây, máy vẫn được trang bị các LED phím, nhưng chỉ tiếc là nó sẽ không có bàn phím phụ. Còn các cổng kết nối thì sẽ giống y hệt của chiếc 5547 hoặc 5548, gồm hai cổng USB 3.0, cổng phone HDMI và cổng LAN. Và bên này thì cũng thế, y hệt luôn, chẳng khác tí gì cả. Còn cấu hình thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây anh em có thể thấy là trên chiếc 5548 nó chạy vi xử lý thế hệ thứ 5 và RAM máy là 4GB. Thì mình cũng đã nói rồi, dòng này sẽ mở tối đa là 16GB RAM. Và đây cũng chạy cùng cạc màn hình M265 thì nó sẽ là dung lượng 2GB. Và trên chiếc này cũng chỉ chạy ổ cứng cơ thôi các bạn ạ. Đây 500GB, rất là thoải mái cho anh em làm văn phòng. Và các bạn lưu ý tất cả các dòng 5547 và 48 nó đều được trang bị camera nhé. Nên chúng ta rất là thoải mái, bởi vì thời buổi công nghệ số để chúng ta làm việc chat Facebook hoặc nói chuyện bạn bè thì nói chuyện qua camera 2.0 này cũng rất là led. Tổng quan lại thì chiếc Dell 5547, 5548 và thêm cái phiên bản 14 là 5447 và 48 thì nó sẽ phù hợp và các bạn làm ở mức tầm trung. Thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, dòng này nó là Ultrabook và được trang bị cái cấu hình ở cái mức khá thôi. Bởi vì vi xử lý chip U thì nó không quá mạnh. Nhưng mà mình thấy hay một cái đó là nó được trang bị cả màn hình rời. Cả hai phiên bản này thì nó đều trang bị cả màn hình rời 2GB hoặc 4GB. Trên phiên bản 5548 chính vì thế nó sẽ hỗ trợ đồ họa của chúng ta ở mức khá. Ví dụ chúng ta có thể làm Photoshop này. Mình lưu ý với các bạn ở máy này thì không render được hoặc là không thể làm những dựng phim nặng được. Nhưng chúng ta có thể dùng Photoshop vẽ hoặc lập trình trên chiếc máy này hoàn toàn là thoải mái. Kể cả các tựa game online chơi tuốt tuột luôn. Còn cái thời lượng pin của dòng này mình đã dùng thử, mình test thử thì mình thấy ví dụ chiếc 5548 thì nó trụ được khoảng 2 đến 3 giờ tùy vào các ứng dụng chúng ta dùng, mà trên chiếc cái 14 này nó cũng vậy. Thì thực ra mức pin này thì cũng không phải là khá, nhưng được cái dòng này mỏng, nhẹ và đẹp và tầm tiền đầu tư. Ví dụ i5 dưới 10 triệu, i7 trên 10 triệu thì nó rất là hợp lý cho các bạn đầu tư ở phân khúc ở văn phòng nhẹ nhàng đi lại và vừa làm vừa giải trí vừa vui chơi. Chương trình đánh giá sản phẩm của mình đến đây là kết thúc. Anh em có những cái câu hỏi gì về công nghệ thông tin hay cần đánh giá gì về sản phẩm công nghệ, vui lòng comment ở bên dưới, mình sẽ tổng hợp và biên tập trả lời cho các bạn ở những cái video như thế này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.